Quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9 vào lúc 7 giờ 15 phút sáng. Quý vị thân mến, đối với những người phụ nữ làm mẹ đơn thân thì mong muốn có một người cha cho con mình là điều hầu như là hiển nhiên và chắc chắn là chính đáng rồi. Chính vì vậy mà một số chị em phụ nữ lại quen một người nào đó chỉ đơn giản là tìm cha cho con, bù đắp cho con, mong muốn con của mình có một người cha. Và việc mang nặng tư tưởng tìm cha cho con liệu sẽ có hệ lụy gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay với tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly, xin chào quý vị khán giả. Và bây giờ không để quý vị đợi lâu, mời quý vị theo dõi đoạn tình huống sau ạ. Mời anh vô nhà. Anh ngồi đi. Ừ. Ủa? Con đâu rồi em? Chắc nó trên lầu á, để em kêu nó xuống. Anh, xí gặp con em á, anh nhẹ nhàng chút xíu, hòa đồng vui vẻ chút xíu. Nói chung là con em nó cũng dễ tính lắm, anh chịu khó chịu nó chút xíu là thân liền à. Em yên tâm đi, ở nhà á, anh có mấy đứa cháu, anh hay chơi tụi nó lắm. À, mà lạ cái nha, mỗi lần mà anh chơi với con nít á, là đứa nít nào cũng thích anh hết á. Anh nói vậy để em yên tâm rồi. Anh nghe nói á là con em thích ăn sô cô la lắm đúng không? Đây nè, anh có mua cho con nè, coi như là anh mua chuộc con nhé. Với lại anh có mua đồ chơi cho con nữa đó. Em cảm ơn anh nha. Từ đó giờ có mình em đơn thân nuôi con à. Gặp anh em cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc. Anh cũng biết đó, em rất là thương con. Nó như cả nguồn sống của em vậy đó. Nên em cần một người thương em mà thương con em nữa. Em hy vọng là anh với nó sẽ sớm thân thiết với nhau. Một khi anh đã thương, anh yêu em rồi thì anh coi con như là con ruột của anh vậy đó. Cảm ơn anh, tại vì nó cũng thiếu tình thương của cha lắm. Anh sẽ là một người cha tốt, được không? Khôi ơi, Khôi, dạ. Chào chú. Chào con. Đây là chú Long, bạn của mẹ. Con em ngoan gì đâu á, vừa học giỏi mà vừa lễ phép nữa. Nó ngoan lắm anh, con qua đây ngồi cho gần chú nè. Đẹp trai. Con. Dạ. Chú nghe nói là con thích ăn sô-cô-la lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Tèn. Wow, chú cảm ơn chú. Chú nào cũng cho con cái giống vậy luôn á chú. Ủa? Chú Nam. Chú Nam là hàng xóm của em. Tại vì thấy hai mẹ con em có một mình á, nên cũng thương bé rồi hay cho đồ nó lắm. Con ăn đi, ngon lắm á. Dạ cảm ơn chú. Con em nó thích chơi xe lắm. Con rủ chú Long chơi chung với con đi. Hay chú chơi chung xe là xuống với con nha. Mẹ mới mua cho con á. Chú thích chơi với con nít lắm á. Nguyên. Xe này không có cái đồ dặn hả con? Dạ. Mình điều khiển bằng remote à. Nguyên. Hay. Ô. Anh Long ơi, em phải đi qua lấy đồng phục cho con Khôi. Anh ở nhà coi nó giùm em nha. Em đi cái gì em về liền hả? Em đi. Con có gì mua đồ ăn về cho con luôn. Con có đói bụng không? Có. Ở nhà ngoan nha con. Dạ. Em đi rồi em về liền. Dạ. Đi nha. Dạ. Con qua kia ngồi đi. Dạ. Chú qua đây ngồi chú. Ây, xe chạy. Chạy thẳng được không ta? Nó có xoay luôn á. Đó. Chú chơi chung con đi, con chán quá à. Con chơi tí xíu đi, Khôi sô-cô-la ra ăn nè. Chú làm xong công việc tầm cỡ 10-15 phút chú chơi con liền nha. Thôi mà chú chơi con đi. Tí xíu nữa chú chơi mà, chú đang có việc gấp. Cái gì vậy? Dạ. Con làm gì vậy? Để con lỡ tay thôi. Qua kia chơi đi. Cũng may là mới ước có chút sợ. Chú chơi chung con đi. Chú nói rồi, con chơi một mình đi. Một tí nữa chú chơi với con. Thôi. Dạ. Chơi á mình tiết chế nhẹ lại. Đừng có la lớn quá. Cho chú tập trung tí nha. Dạ. Khôi. Dạ.
Con sao vậy? Hả? Ở nhà mẹ không có dạy con hả? Con làm ước giấy tờ của chú nữa rồi nè. Đứng dậy chú Biểu. Nè, bây giờ nè, từ trước đến giờ mẹ không có dạy con, mẹ chiều con quá đúng không? Bây giờ chú phải dạy con mới được. Tại sao con lì như vậy? Người lớn nói một tiếng con phải nghe chứ. Mẹ, con có sao? Anh làm gì anh đánh con em vậy? Anh đâu có đánh đâu, anh đang chơi với con hả? Sao không? Có sao không con hả? Hên á, là em quên tiền, em mới đi về đây em lấy. Tại làm vì cái gì? Con em lì quá làm chi? Con em lì hả? Con em rất là ngoan. Nhưng anh mà... mới gặp đó lần đầu tiên mà anh đánh như vậy rồi. Anh có đánh đâu, chẳng qua là anh nói hoài con không chịu nghe. Từ từ nghe anh giải thích nè, chưa hết em làm rần rần à. Anh kêu con á là từ từ rồi chơi. Còn tí nữa anh làm xong công việc anh chơi, giờ con làm ướt hết giấy tờ của anh rồi nè. Giấy tờ gì? Em không cần biết giấy tờ gì hết. Ba cái giấy tờ thôi mà anh định đánh con em hả? Ba cái gì giấy tờ quan trọng cả cuộc đời của anh đó? Nó là quan trọng với em, nó là cùng nguồn sống của em, nó quan trọng hơn hết á. Anh đã hứa với em là anh yêu thương nó mà. Anh nói dối đúng không? Anh không có thật lòng với em đúng không? Cái người không thật lòng là bản thân em á. Anh nói gì vậy? Em tự coi lại mình đi. Bây giờ anh không hiểu nổi á, lại muốn tìm cha cho con hay là muốn kiếm chồng cho em nữa. Anh biết luôn cả những người đàn ông khác xung quanh em nữa kìa. Đừng có lừa dối anh như vậy. Muốn cái gì cứ nói thẳng với nhau đi. Còn bây giờ á, anh chịu hết nổi em với con rồi. Cái này chú tặng con á. Mẹ ơi, con không thích chú đó nữa đâu. Ngoan đi con. Con không thích á là mẹ sẽ không quen nữa. Mẹ sẽ kiếm một người cha thiệt là hoàn hảo cho con. Anh Hiếu nè, anh nhận định như thế nào về tư tưởng tìm cha cho con như người mẹ trong tình huống vừa rồi? Người mẹ thì có ưu điểm là thương con. Điều đó rất là đáng quý. Dạ. Chỉ có điều là mình tìm kiếm một cái người chỉ để làm cha cho con, nghĩa là có phải vô tình mình đang lợi dụng tình cảm của người ta chăng? Có nhiều kiểu lợi dụng, như lợi dụng tiền bạc, nhưng cũng có những kiểu lợi dụng về mặt tình cảm. Bởi vì kiếm một người yêu mình thì, và mình cũng phải yêu họ nữa, thì chúng ta phải đến với nhau vì tình yêu. Rồi khi mà người ta đã thật sự yêu mình thì người ta sẽ yêu luôn cả con mình. Còn ở đây trường hợp mình chỉ kiếm một cái người đến đây để mà làm cha của con mình thôi, thì nó không có dựa trên nền tảng là tình yêu. Bởi thế cho nên là hai bên cũng sẽ không thể nào mà sống với nhau một cách bền vững được. Thì nếu như mà muốn đối phương mà muốn tìm cha cho con của mình thì mình không thể nào mà tìm bằng cái cách đó. Và nếu như bà mẹ mà quen nhiều người như thế và cứ chọn lọc kiếm cái người nào mà có thể làm cha cho mình, thì như vậy thì tôi nghĩ rằng cái gì nó không xuất phát từ chân tình thì nó sẽ không được đáp lại bằng chân tình. Cho nên là trường hợp này ông bố hoặc là cái người chồng kế, họ cảm thấy rằng mình không được vợ yêu, nhưng mà cuối cùng mình vợ lại lấy mình chỉ vì đứa con thôi, thì người chồng nó sẽ dễ bị tổn thương. Cho nên tôi nghĩ là đó không phải là cái giải pháp hay dành cho các bà mẹ đơn thân. Vậy theo anh là cái việc mang tư tưởng là tìm cha cho con như vậy thì sẽ xảy ra những cái hệ lụy gì ạ? Và Thảo Ly thấy là nếu như tìm một cái người mà chủ yếu làm cha cho con của mình thôi mà mình không có yêu, thì một là mình không cảm thấy hạnh phúc rồi. Đó đâu phải là người mình yêu đâu. Dạ. Thứ hai nữa, người mà mình không yêu mình sẽ rất là khó để bao dung với họ, rất khó để mà khiến cho họ yêu được con mình. Tại vì mình sẽ không trao tình yêu đi, mình không sưởi ấm trái tim của họ, thì tim họ cũng không ấm để mà yêu con của mình. Họ không có lý do gì tự nhiên đi yêu con mình cả. Cho nên là cái hậu quả thứ nhất đó chính là cái đời sống vợ chồng nó sẽ không được êm thấm. Thứ hai nữa là đứa con nó cũng sẽ không thể nào cảm nhận được cái tình cảm từ cái người cha kế này, trong khi người cha kế chỉ đang được mẹ lấy về để làm cha cho mình thôi. Và cái tâm của người cha không có, đặc biệt nó không xuất phát từ tình cảm chân thành đó. Cho nên là cái việc mà ông ấy dạy con nó cũng sẽ gượng ép đến một mức độ nào đó, và họ sẽ không thể nào mà duy trì cái việc mà dạy con một cách lâu dài được. Bởi vì đứa con nó sẽ rất là sai lầm, nó sẽ dễ mắc lỗi này nọ vân, thì phải là một cái người mà họ được yêu thương thật sự, họ được nhận tình yêu thương rồi, thì họ mới có thể trao tình yêu thương cho đứa con nó được. Cho nên về lâu về dài hiệu quả về dạy con cũng không có. Thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp mà bà mẹ chọn yêu nhiều người để kiếm cha cho con của mình thì chúng ta không nên, thà chúng ta làm vai cha luôn, chúng ta làm cha thật luôn, còn hơn là chúng ta kiếm một cái người nào đó bên ngoài về để có thể làm cha cho con mà ngay bản thân mình cũng không yêu người đó. Thảo Ly nghĩ là thật sự có những cái cuộc ly hôn không hẳn là người đàn ông quá tệ quá xấu, mà chỉ đơn giản là hai người không ráp là được với nhau, quan niệm khác nhau, có một cái số trục trặc nào đó mà họ ly hôn với nhau. Thì nói gì nói, cái khía cạnh đó Thảo Ly cũng đồng ý, bởi vì mình nhìn vào cái cách mà chăm chút cho con mình thì chắc chắn là cha ruột sẽ là
mình yên tâm nhất. Nhưng mà nếu như mình có thêm một cái sự lựa chọn mới thì theo anh là mình nên lựa chọn như thế nào? Điều kiện đầu tiên là người đó phải là người có thể làm chồng tốt với mình cái đã. Dạ. Nghĩa là hai bên phải hiểu nhau, sống chung hòa thuận với nhau, thương nhau. Rồi đó là cái điều kiện tiên quyết thứ nhất. Rồi sau đó mình bắt đầu quan sát cái cách ứng xử của người đó với con mình, xem là hai bên có hợp với nhau hay không. Và thông qua đó mình sẽ biết được rằng đối phương có thật sự thương mình con mình hay không. Dạ. Nên đôi khi đối phương có những hành động chăm sóc con mình rất là nhỏ. Chẳng hạn như là thí dụ con của mình đang ngồi học bài, thế là đối phương bưng cho con mình ly nước cam. Hoặc là chẳng hạn như là đối phương đi xa về thì mua quà, một cái món quà mà thật sự con mình thích hoặc là con mình đang cần. Thì vậy, chính những cái người mà họ thương thiệt họ mới để ý những cái nhỏ 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 như vậy. Chứ còn những cái món quà đồ chơi mà ai cũng mua cho trẻ con thì những cái món quà nó không nói lên được điều gì cả. Thì vậy chúng ta có thể quan sát cái biểu hiện hành vi chăm sóc người đó đối với con mình để mình có thể dự đoán xem mức độ hòa hợp như thế nào. Song song đó mình cũng phải chuẩn bị tâm lý của con mình để tiếp nhận một cái người cha mới. Bởi vì đôi khi chính cái sự phản kháng của đứa con sẽ làm một cái bức tường mà khiến cho người cha kia không mở lòng được. Và thế là họ sẽ không có thương con mình được. Thì như vậy mình cũng phải chuẩn bị tâm lý cho con của mình nữa. Thì tôi nghĩ rằng nó phải đến từ hai bên. Thì như vậy chúng ta quan sát cái biểu hiện thái độ hành vi của hai bên. Thì lúc đó chúng ta có thể dự đoán được cái độ tương hợp giữa hai người. Tuy nhiên về lâu về dài thì tôi nghĩ rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Ly hôn chúng ta phải trả giá bằng cái sự thiếu thốn tình cảm thật sự của người cha. Và cái người cha kế, có nhiều người cha kế thương con thật. Nhưng thật sự thì cái tỷ lệ này không phải là hoàn toàn giống như là người cha ruột, giống như Thảo Ly đã chia sẻ. Nên chúng ta cũng đừng quá cầu toàn ở chỗ là chúng ta tìm ra được một người cha thay thế như người cha cũ hoặc thậm chí hơn người cha cũ. Nó cũng sẽ thật sự rất khó trong cuộc sống này. Như anh chia sẻ thì điều đó có thể là sẽ xảy ra, cũng có thể là không xảy ra. Vậy làm như thế nào trong cái giai đoạn mà chỉ có mẹ với con thôi thì con cũng cảm nhận được cái sự yêu thương và cảm thấy là hạnh phúc và cảm thấy là đủ đầy ạ? Thật sự tôi cũng gặp nhiều gia đình là mẹ đóng hai vai. Đóng vai mẹ, đóng vai cha luôn. Thậm chí còn đóng vai thêm cả vai bác sĩ, vai giáo viên, đủ mọi loại vai. Nó đều xuất phát từ một cái gốc bên trong, đó chính là tình thương con. Thì họ có thể đóng được rất là nhiều vai. Yeah. Thì như vậy, nếu như mà cảm thấy rằng không có người đàn ông nào phù hợp thì thôi, thà chúng ta làm cha của con còn hơn là chúng ta ráng kiếm một cái người nào đó để mà có thể làm cha một cách vướng víu tạm bợ đối với con của mình. Bên cạnh đó thì để con mình có thể phát triển được một cách hài hòa, bởi vì mẹ thì có thể là cái tính mẹ, một số bà mẹ thì nhu nhưng mà cha thì cương, thì cha sẽ dạy được con được cái tính từng cái luật, còn mẹ sẽ dạy cho con được cái lòng nhân ái. Đây là vậy. Vì vậy chúng ta cũng nên thường xuyên cho con tiếp xúc với lời cha, chúng ta cũng không nên ngăn cấm cái việc tiếp xúc đó. Thì như vậy cái việc tiếp xúc đôi khi một tuần gặp được một lần hai lần nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cái nhân cách của đứa trẻ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là cho trẻ tiếp xúc với lại các cái chú bác ở trong nhà, các cậu trong nhà để mà có thể học được những cái sự thao vác hoặc là học được những cái tính cách của những người đàn ông, thì nhận được cái sự dạy dỗ từ những người mà người thân khác nữa trong gia đình của mình nữa. Thì ít ra những người đó cũng là máu mủ ruột thịt với nhau, cho nên là họ cũng sẽ có cái tâm để mà dạy con của mình hơn. Nhưng nói chung nói gì thì nói, nhưng thật sự thì nếu như làm mẹ đơn thân thì chắc chắn con cái nó cũng sẽ gặp những cái khiếm khuyết hoặc là những cái khó khăn về mặt tâm lý hoặc có những cái nỗi buồn mà không thể nào có ai có thể bù đắp được. Thì yeah, đó là cái giá chúng ta phải trả trước khi chúng ta suy nghĩ có nên làm mẹ đơn thân hay không, hoặc trước khi chúng ta đặt bút đăng ký ly hôn. Vâng, và Thảo Ly cũng rất là thấu hiểu về tình cảnh của những người mẹ đơn thân khi mà nuôi con, bởi cũng xuất phát từ cái tình yêu thương cho con nên mình cứ nghĩ rằng ly hôn là có thể là con bị thiệt thòi, có thể là con mất đi một người cha. Nhưng Ly nghĩ đó là niềm tin của mỗi người, quan trọng là mình lựa chọn niềm tin nào. Thì bản thân Thảo Ly có một cái niềm tin như thế này, dù ly hôn, dù là hai người không còn là vợ chồng với nhau, nhưng mà con của mình luôn có đầy đủ cha, đầy đủ mẹ. Và Ly cũng rất là tạo điều kiện để con mình gặp cha, và trong những cái câu chuyện của mình luôn lấy hình ảnh của người cha để mà dạy con. Thì hầu như cái sự kết nối giữa cha con với nhau á không hề mất đi, mà thậm chí là Ly quan sát Ly thấy là anh ấy còn nỗ lực hơn nữa để bù đắp cho con và nỗ lực cho bản thân của ảnh nữa. Mình không biết là tương lai sẽ như thế nào, nhưng Thảo Ly nghĩ là quyết định là do mình, và Thảo Ly cũng không mong muốn nhìn thấy những câu chuyện xung quanh bạn bè mình là những người mẹ đơn thân và hoàn toàn cấm tiệt không cho con mình gặp cha của đứa bé.
Và như vậy thì chắc chắn sẽ tạo những cái rào cản, và đó cũng là một trong những cái thiệt thòi cho con mình. Hy vọng là quý vị hãy lựa chọn thật kỹ. Trước khi mà mình nhân danh tình yêu thương thì chúng ta sẽ xem mình đủ hạnh phúc, mình đủ sự lý trí để mà mình quyết định mọi thứ hay không. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thư Ly. Và lời cuối thì tôi xin được phép chia sẻ với những ông bố nào là ông bố kế, là dượng kế. Thì thật sự khi chúng ta tái hôn một lần nữa, chúng ta sẽ có thêm một cái đứa con mới, là con của người chúng ta yêu. Thì đó cũng là một cái kết quả tình yêu mà của người yêu của chúng ta. Thì như vậy, nói chung có một cái câu nói là gì? Bạn của bạn thì cũng là bạn của mình. Con của người mình yêu thì cũng là con của mình. Dù nó có thể là sẽ không được 100% giống như là con ruột, tuy nhiên đó cũng có thể là một đứa trẻ đang đáng thương và đang gặp những cái trắc trở trong cái đời sống gia đình. Và thế cho nên nó cũng đang rất cần những cái tình cảm, những cái tình thương khác. Và chúng ta hãy liên tưởng đến nếu như giả sử đây là con của chúng ta thì sao? Hoặc là con riêng của chúng ta có muốn là người yêu của mình đối xử như mẹ ruột hay không? Nếu như muốn con của mình được đối xử như là người mẹ ruột, thì như vậy chúng ta cũng hãy đối xử với con của người chúng ta yêu như là một người cha ruột. Thì vậy trao đi thì chúng ta mới có thể được nhận lại. Và lúc đó không phải là chúng ta có thêm một cái gánh nặng, mà chúng ta sẽ có thêm một đứa con. Và có thể nếu như chúng ta có tình cảm thật sự, thì sau này đứa con đó đôi khi còn xem chúng ta trọng như là cha ruột. Thì điều đó chính thật sự là thêm một cái nguồn vui, một cái nguồn an ủi cho cuộc sống của mình. Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.